COVID-19 xuất hiện tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 90.433 người nhiễm nCoV, trong đó 3.118 trường hợp tử vong, tăng 66 ca so với hôm qua. Số ca nhiễm nCoV tại Hàn Quốc, Italy và Iran tiếp tục tăng mạnh. Hàn Quốc hiện ghi nhận 4.335 ca nhiễm và 28 người đã tử vong, trong khi Italy là 2.036 và Iran là 1.501. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC hôm nay cho biết nước này ghi nhận 125 ca nhiễm nCoV mới, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 1. Có thêm 31 trường hợp tử vong, tất cả đều ở tâm dịch Hồ Bắc. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số ca nhiễm mới ngoài Trung Quốc cao gấp gần 9 lần số trường hợp mới được phát hiện tại nước này trong ngày hôm qua. Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV tại thủ đô Tehran, Iran hôm 1 tháng 3. Ảnh AFP. Iran cũng là nước có số trường hợp tử vong cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với 66 người chết vì nCoV. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất từ COVID-19 gồm thủ đô Tehran, tỉnh Qom ở miền Trung và tỉnh Gilan ở phía Bắc. Iran đang bị xem là mối đe dọa toàn cầu khi nhiều ca nhiễm nCoV tại các nước láng giềng và cả Canada có liên quan đến quốc gia này. Italy ghi nhận các ca nhiễm nCoV đầu tiên ngày 31 tháng 1 và đang là ổ dịch lớn nhất châu Âu. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã khuyến cáo công dân tránh tới quốc gia này. Bồ Đào Nha, Iceland và Công quốc Andorra hôm qua ghi nhận các trường hợp nhiễm nCoV đầu tiên, phần lớn là người trở về từ Italy. Thế giới hiện ghi nhận 90.433 ca nhiễm, 3.118 ca tử vong và 48.110 người đã hồi phục, phụ anh theo AFP Plus SY.